Nhận định bóng đá thành phố Hồ Chí Minh với Viettel. 19 giờ 15 phút ngày 27 tháng 4, trong khi Viettel đang tràn đầy tự tin để bảo vệ chức vô địch V-League thì thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa định hình được hình hài của một đội bóng nhiều tiền. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hồ Chí Minh đã gây chú ý ở mùa giải năm nay bằng việc mang về nhiều cái tên chất lượng, trong đó đình đám nhất chắc chắn là tiền vệ Lý Nguyễn trở về từ giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS. Họ được dự báo sẽ giúp các cuộc đua vô địch trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Thế nhưng, 10 vòng đấu tại V-League mùa giải năm nay đã trôi qua và những gì đoàn quân của thành phố mang tên Bác để lại chỉ là nỗi thất vọng. Họ chỉ giành được vỏn vẹn 3 chiến thắng và thua đến 6 trận. Tập thể này cũng không còn cơ hội chen chân vào nhóm cạnh tranh chức vô địch. Bên kia chiến tuyến, Viettel vẫn đang chứng tỏ họ là một trong những ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch. Chuỗi toàn thắng của họ hiện tại đã kéo dài lên con số 5. Đáng chú ý, tập thể này đã hạ gục những cái tên rất khó nhằn là Hà Nội hay Than Quảng Ninh. Cách chơi thực dụng, đề cao sự hiệu quả thay vì màu mè hoa mỹ chính là bí quyết thành công của Viettel. Kèo nhà cái Hồ Chí Minh với Viettel. Căn cứ vào tình hình hiện tại, rõ ràng Hồ Chí Minh đang được đánh giá thấp hơn đối thủ rất nhiều. Họ đang gặp khó trong việc bù lấp những khoảng trống giữa các tiền vệ và hàng thủ ở dưới. Trên mặt trận tấn công, Lý Nguyễn dù chơi không tồi nhưng một mình anh là không đủ. Viettel thì đã toàn thắng trong cả 4 chuyến hành quân gần nhất. Chọn Viettel. Soi kèo tài xỉu Hồ Chí Minh với Viettel. Hồ Chí Minh tấn công không tệ nhưng phòng ngự thì lại quá kém cỏi. Những con số thống kê không biết nói dối. Họ ghi được 6 bàn ở 3 trận gần nhất. Thế nhưng tính trong 6 trận gần nhất, tập thể này nhận đến 13 bàn thua. Các chân sút bên phía Viettel hứa hẹn sẽ có nhiều đất diễn trong trận này. Những phương án lên bóng của họ như đã nói thường ưu tiên tốc độ và sự chính xác thay vì màu mè hoa mỹ. Hàng thủ lỏng lẻo của đối phương sẽ sớm rơi vào thế bị động và mắc sai lầm. Chọn tài.